Bão Milton đã đổ bộ vào bang Florida với cường độ cấp 3, kèm theo mưa lớn, gió mạnh và lốc xoáy, gây thiệt hại ở nhiều khu vực. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, chỉ trong vòng 3 giờ khi dải mưa lớn nhất của bão Milton đổ bộ khu vực vịnh Tampa, lượng mưa ghi nhận tại thành phố Petersburg, bang Florida là khoảng 230 mm, tương đương lượng mưa trung bình của 3 tháng. Đây là trận mưa nghìn năm có một ở Petersburg. Hơn 1,1 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh đã bị mất điện, phần lớn ở hạt Sarasota. Tình trạng mất điện dự kiến tăng lên khi bão di chuyển khắp bang. Trong khi đó, tại quận Lucie, nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của Florida, nhiều người tử vong sau khi lốc xoáy tấn công khu vực này. Các quan chức tại quận Martin cho hay, khu vực này đã ghi nhận một số trường hợp bị thương và hàng chục ngôi nhà bị hư hại khi bão Milton đổ bộ kèm theo gió mạnh, mưa lớn và lốc xoáy. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân không nên ra đường. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Martin cũng đã thực hiện lệnh giới nghiêm trên toàn quận từ 21 giờ ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương đến 6 giờ sáng ngày 10 tháng 10 do điều kiện thời tiết xấu đi dự kiến trong đêm. Trước khi bão Milton đổ bộ, Tổng thống Joe Biden đã trao đổi qua điện thoại với giới chức Florida, gồm thị trưởng Orlando Buddy Dyer, thị trưởng Sarasota Liz Albert, hạ nghị sĩ Gus Billy Rackis và Kathy Carter. Tổng thống đề nghị các quan chức gọi điện trực tiếp cho ông nếu cần thêm hỗ trợ về cứu hộ, ứng phó và khắc phục hậu quả. Ông cũng nhấn mạnh sẽ sát cánh với giới chức và người dân địa phương trước, trong và sau bão khi đổ bộ, dù có mất bao lâu đi nữa, Nhà Trắng ra tuyên bố. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton sau khi đổ bộ Florida đã suy yếu thành bão cấp 2 với sức gió khoảng hơn 170 km/h. Mặc dù vậy, giới chức trách cảnh báo nguy hiểm vẫn còn. Milton là cơn bão lớn, sức gió từ 119 km/h trở lên, thứ ba đổ bộ ở Florida trong năm nay. Hai cơn bão trước đó là Francis và Helen. Việc một năm hứng 3 cơn bão lớn chỉ xảy ra 5 lần ở Florida trong quãng thời gian 150 năm, bắt đầu từ năm 1871 tới nay. Lần gần nhất là năm 2005. Chưa có mùa bão nào ở Florida ghi nhận quá 3 cơn bão lớn đổ bộ. Hơn 1 triệu hộ dân không có điện. Tình trạng mất điện dự kiến sẽ tăng lên khi Milton tiếp tục di chuyển trên toàn tiểu bang. Tình trạng mất điện đáng kể nhất là ở quận Sarasota. Một cảnh báo lũ quét đáng kể đã được ban hành cho gần 2 triệu người và bao gồm Tampa, St. Petersburg và Clearwater. Tại Tampa, khoảng 6 inch mưa đã rơi và dự kiến sẽ có thêm 8 inch nữa trong vài giờ tới. Các cống, hệ thống thoát nước và kênh rạch đang bắt đầu tràn, đẩy nước vào đường phố, Brian Todd của CNN đưa tin. NHC cho biết một cơn gió giật mạnh 100 dặm trên giờ đã được báo cáo tại một trạm thời tiết ở King Emmen tại cửa vịnh Tampa. Đôi khi, gió mạnh đến mức làm rung chuyển các bức tường và cửa sổ. Đài truyền hình WPTV trực thuộc CNN đưa tin, nhiều người đã tử vong tại quận St. Lucie nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của tiểu bang sau khi một trận lốc xoáy tấn công khu vực này. Cảnh sát trưởng Casey Preston nói với hãng tin rằng có nhiều người đã thiệt mạng tại câu lạc bộ đồng quê Spanish Lake nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng. CNN đã liên hệ với văn phòng cảnh sát trưởng vào quận để biết thông tin. Quận St. Lucie nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của Florida, cách Sarasota khoảng 140 dặm về phía đông trên vịnh. Siêu bão Milton sẽ tiếp tục gây ra tình trạng mưa lớn gây ngập lụt và gió mạnh ở cả khu vực gần và xa nơi tầm bão đổ bộ. Bão Milton sẽ duy trì sức mạnh khi di chuyển qua miền trung Florida cho đến sáng ngày 10 tháng 11 theo giờ miền đông. Các thành phố như Lakeland, Kissimmee, Orlando và Cape Canaveral đều nằm trong đường đi dự báo. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, tình trạng khẩn cấp về lũ quét, mức cảnh báo lũ lụt cao nhất đã được ban hành cho Tampa, St. Petersburg, Riverview và Palmetto. Đây là mức nâng cấp của mối đe dọa lũ lụt đáng kể đã ban hành trước đó. Clearwater và St. Petersburg cũng đang trong tình trạng báo động khẩn cấp về lũ quét cho đến 2 giờ 30 sáng theo giờ miền đông. Theo kênh CNN Mỹ vào ngày 9 tháng 10, từ lâu trước khi siêu bão Milton đổ bộ vào bờ biển Florida, một trận chiến chính trị đã nổ ra xoay quanh cơn bão khổng lồ này. Bão Milton với sức mạnh tàn phá khủng khiếp không chỉ là một thảm họa thiên nhiên mà còn là một con quái vật của biến đổi khí hậu mà các nhà khoa học đã cảnh báo từ lâu. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào công tác phòng chống và cứu trợ, cuộc chiến về bão Milton đã nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trong chính trị, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Cơn bão Milton được dự đoán sẽ đổ bộ vào cuối tuần đã trở thành một tâm điểm trong cuộc đối đầu chính trị giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Sự chia rẽ đảng phái không chỉ làm phức tạp hóa các nỗ lực cứu trợ mà còn đẩy cao nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt khi cựu Tổng thống Donald Trump liên tục sử dụng cơn bão như một công cụ chính trị. Sau khi khai thác cơn bão Helene cho mục đích chính trị, ông Trump tiếp tục làm dậy sóng bằng những tuyên bố về nỗ lực cứu trợ của chính quyền Biden-Harris. Việc ông Trump tận dụng các thảm họa thiên nhiên để chỉ trích chính quyền đương nhiệm không phải là điều mới mẻ. Ông Trump đã cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris và chính quyền Mỹ không thể đối phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp. Những tuyên bố như việc chính phủ bỏ qua các bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo hay lạm dụng ngân sách cho người dân di cư đã bị các quan chức liên bang bác bỏ, nhưng vẫn tạo ra sự chia rẽ trong lòng cử tri. Đối với Phó Tổng thống Kamala Harris, bão Milton là một phép thử lớn về khả năng lãnh đạo và đối mặt với khủng hoảng. Cơn bão này mang đến cho bà cơ hội để chứng minh khả năng kiểm soát tình hình và thể hiện sự đồng cảm đối với các nạn nhân. Tuy nhiên, bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong công tác cứu trợ liên bang đều có thể ảnh hưởng đến Phó Tổng thống Mỹ trước thềm bầu cử. Những nỗ lực của Phó Tổng thống Harris để đối phó với bão Milton đã bắt đầu từ sớm khi bà liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo về nguy cơ thông tin sai lệch từ ông Trump. Bà Harris nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng này không nên trở thành chủ đề chính trị, mặc dù chính bản thân cuộc tranh cãi về bão Milton đã bị chính trị hóa sâu sắc. Florida đang phải đối mặt với cơn ác mộng khi siêu bão Milton được dự báo là một trong những thảm họa thế kỷ chuẩn bị đổ bộ. Các chuyên gia phố Wall cảnh báo thiệt hại từ siêu bão này có thể vượt qua con số kinh hoàng 50 tỷ USD và trong trường hợp xấu nhất, mức thiệt hại có thể lên tới 175 tỷ USD. Mặc dù các ước tính chính thức về tổn thất vẫn chưa được đưa ra, giới phân tích nhấn mạnh rằng một cơn bão lớn quét qua khu vực đông dân cư như Tampa, một thành phố bên bờ Tây của tiểu bang Florida, có thể gây tổn thất hàng chục tỷ USD. Theo chuyên gia phân tích cổ phiếu của công ty tài chính Jeffrey Zerenica cho biết sự kiện thiên tai mang tính thế kỷ này xảy ra một lần trong 100 năm, có khả năng gây tổn thất lên tới 175 tỷ USD tại khu vực Tampa và khoảng 70 tỷ USD nếu ảnh hưởng đến vùng Fort Myers trong tiểu bang. Tổng thống Joe Biden cũng nhấn mạnh, đây có thể là cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào Florida trong hơn một thế kỷ. Nhớ lại chỉ 2 năm trước, cơn bão Lan đã tàn phá Fort Myers, gây thiệt hại hơn 50 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu Milton tiếp tục theo lộ trình dự báo hiện tại và đổ bộ vào khu vực Tampa, con số thiệt hại có thể còn lớn hơn nhiều. Hiện Milton được ước tính là cơn bão cấp 5 với sức gió lên tới 270 km/h, dự kiến sẽ gây ra những đợt sóng thần cao từ khoảng 3,05 m đến 4,2 m tại vịnh Tampa. Siêu bão Milton diễn ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi bão Helene can quét qua vùng này, gây thiệt hại lên đến 15 tỷ USD. Moody's, công ty đánh giá tín dụng hàng đầu, cũng dự báo rằng nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Helene không có bảo hiểm lũ lụt, khiến thiệt hại thực tế vượt xa con số bảo hiểm có thể chi trả. Với tình hình hiện tại, Florida đang chuẩn bị đối mặt với một kỷ lục mới về mức độ tàn phá. Milton, siêu bão mạnh nhất thế giới, đang di chuyển với tốc độ và sức gió chưa từng thấy, sắp đổ bộ vào bang Florida. Được biết, đến ngày 9 tháng 10, cơn bão này cũng gây ảnh hưởng đến Cuba khi một thị trấn ở ngay sát thủ đô nước này bị ngập hoàn toàn. Theo cập nhật mới nhất, siêu bão Milton sắp đổ bộ với sức gió ghi nhận giật trên cấp 5 trên thang bão 5 cấp. Ngày 8 tháng 10, bờ biển phía tây nam nước này là một trong những nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên của bão Milton. Được biết, thị trấn Suridero de Patabano, tỉnh Mayport đã ngập hoàn toàn do ảnh hưởng của bão. Khu vực này giáp với thủ đô La Habana, trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế của Cuba. Người dân ở thị trấn Cocodrilo và các khu vực ven biển đang tiến hành sơ tán, bảo vệ tài sản trước ảnh hưởng của bão. Theo dự báo từ Viện Khí tượng Cuba, bão Milton có thể gây ra mưa lớn, gió giật mạnh ở nước này vào ngày 8 đến ngày 9 tháng 10. Bão có thể gây ra lũ lụt cùng với nhiều sự cố thiên tai khác ở Tây Bắc Cuba. Theo dự báo từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton không thay đổi đường đi. Bão tiếp tục đi qua Sarasota, Florida, dự kiến vào tối thứ Tư giờ Việt Nam. Bão Milton có sức tàn phá chưa từng thấy, các chuyên gia về thời tiết cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phán đoán sự thay đổi của nó. Trước khi bão đổ bộ, Florida được ví như thành phố ma khi người dân đã bắt đầu sơ tán. Các chuyến bay đến địa phương này đã bị hủy. Trung tâm Dự báo Bão SPC cảnh báo có hơn 3 triệu người có khả năng chịu ảnh hưởng bởi các cơn lốc xoáy gây ra bởi bão Milton. Dự kiến vào thứ Năm, các nơi như Tây Bắc Bahamas, bờ biển Georgia, Nam Carolina sẽ chịu ảnh hưởng của bão nhiệt đới. Theo tạp chí Air and Space Forces, lực lượng không quân và hải quân Mỹ những ngày qua đang gấp rút sơ tán máy bay, trực thăng và tàu chiến khỏi các căn cứ quân sự ở bang Florida trước khi siêu bão Milton đổ bộ. Siêu bão Milton hiện đạt cấp 5, cấp cao nhất trong thang đo bão của Mỹ, hiện được dự báo sẽ quét qua miền trung Florida vào ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, tương đương với ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Căn cứ không quân MacDill và căn cứ lực lượng không gian Patrick nằm ngay trên đường đi của siêu bão này. Cơn bão dự kiến sẽ mang theo gió giật mạnh và nước dâng cao, khả năng gây thiệt hại lớn ở khu vực ven biển. Căn cứ không quân MacDill ở thành phố Tampa, Florida đã sơ tán các máy bay chở dầu KC-135 Stratotanker của đội tiếp liệu trên không số 6 cùng nhiều thiết bị quân sự khác. Chỉ huy quân đội tiếp liệu số 6, ông Stepanik cho biết căn cứ sẽ chỉ giữ lại những nhân viên thiết yếu cho nhiệm vụ. Một phát ngôn viên của lực lượng không quân Mỹ cho biết các chiếc KC-135 Stratotanker đã bay đến căn cứ không quân Connell ở bang Kansas. Người này cũng nói rằng phi đội máy bay chiến đấu số 482 tại căn cứ không quân dự bị Homestead tại thành phố Miami, bang Florida đã bắt đầu di rời 7 máy bay chiến đấu F-16 đến căn cứ San Antonio thuộc bang Texas. Hải quân Mỹ cũng đã di rời các máy bay trực thăng MH-60R Seahawk và khoảng 200 nhân viên từ trạm hải quân Mayport và trạm không quân hải quân Jacksonville, Florida, đến căn cứ không quân Maxwell, bang Alabama, để tránh nguy cơ thiệt hại do bão Milton. Ngoài ra, các tàu khu trục USS Donald Cook, USS Thomas Hunter và USS Larson cùng nhiều tàu hải quân đều đã nhận được lệnh sơ tán khỏi trạm hải quân Mayport để tránh ảnh hưởng từ siêu bão Milton. Ngày 9 tháng 10, Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, có tên viết tắt là NOAA, đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc máy bay chở các chuyên gia khí tượng Mỹ rung lắc dữ dội khi bay qua vị trí siêu bão Milton. Theo đó, các chuyên gia của Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ đang thực hiện chuyến bay sử dụng máy bay 4 động cơ cánh quạt Lockheed WP-3D qua khu vực có bão Milton nhằm thu thập dữ liệu giúp cải thiện dự báo siêu bão, phục vụ nghiên cứu về cơn bão. Đoạn video cho thấy khi máy bay di chuyển qua khu vực siêu bão Milton, nhiễu động không khí đã khiến toàn máy bay rung lắc dữ dội. Đồ đạc trong cabin rơi vãi, trong khi các chuyên gia vẫn bình tĩnh giữ thăng bằng và thao tác các thiết bị. Nhiều người xem đoạn video đã bày tỏ thán phục trước nỗ lực của các chuyên gia khí tượng dũng cảm đi vào khu vực có bão để nghiên cứu và dự báo thời tiết thiên tai. Người dùng bình luận bài đăng của NOAA trên mạng xã hội X: "Thật ấn tượng với nỗ lực của các phi công và đội ngũ chuyên gia trên máy bay. Tôi ước mình cũng có thể tham gia vào hoạt động nghiên cứu này, họ luôn là thần tượng của tôi." Theo NOAA, các nhà khoa học trên máy bay sử dụng các thiết bị chuyên dụng để nghiên cứu về tốc độ gió, nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và các danh mục dữ liệu dự báo thời tiết khác. Báo cáo của NOAA cho biết các đợt sóng cao sẽ tàn phá khu vực rộng lớn. Dự kiến có nơi nước dâng cao đến hơn 3 mét, trong đó đặc biệt cảnh báo khu vực dọc bờ biển trung tâm phía tây bán đảo Florida. Cơn bão đổ bộ vào bờ biển phía tây Florida vào tối ngày 9 tháng 10. Cho dù cường độ bão có thể thay đổi, nhưng Milton vẫn là cơn bão cực kỳ nguy hiểm. Siêu bão Milton sau khi giảm một cấp vào chiều qua, thì sáng nay ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam lại tăng cường độ, trở thành bão cấp 5, cấp cao nhất trên thang đo bão dùng ở Mỹ. Nó có sức gió 270 km/h, là trên cấp 17 khá nhiều theo thang đo dùng ở nước ta. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTWC của Mỹ, người dân ở khu vực bờ biển phía tây bang Florida đã được cảnh báo sắp hết thời gian để sơ tán do bão đang đến gần. Trong tình hình này, John Morales, một nhà khí tượng học kỳ cựu, một chuyên gia về bão của kênh NBC South Florida, đã rơi nước mắt ngay trong bản tin trực tiếp khi ông cập nhật thông tin và giải thích về mức độ nguy hiểm của cơn bão lịch sử này. Trên kênh NBC, ông Morales nói, "Đây là một cơn bão lạ thường, không thể tin được." Giọng ông trở nên nghẹn ngào lúc giải thích rằng cơn bão đang mạnh lên. Ông rơi nước mắt rồi nói, Tôi xin lỗi, việc này thực sự kinh hoàng. Khán giả xem bản tin cũng rất xúc động, đồng thời bày tỏ sự lo lắng cho những người có thể bị ảnh hưởng bởi siêu bão Milton. Chỉ mới 2 tuần trước, bão Helene, một cơn bão cấp 4, đã tàn phá nhiều nơi ở bang Florida và một số bang lân cận. Hơn 200 người đã thiệt mạng và con số này được cho là sẽ còn tăng vì vẫn còn nhiều người mất tích và các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm. Bão Milton, cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024, tính đến thời điểm này, dự báo sẽ gây hậu quả thảm khốc khi nó đổ bộ vào bang Florida khoảng trong ngày thứ 5 theo giờ Việt Nam. Thị trưởng Jane Custer của thành phố Tampa, bang Florida, nói trên kênh CNN, "Đây là điều tôi chưa từng thấy trong đời mình và tôi có thể khẳng định bất kỳ ai được sinh ra và lớn lên ở khu vực vịnh Tampa cũng chưa bao giờ nhìn thấy điều như thế này. Người dân cần phải rời đi." Trong khi đó, một số nhà khí tượng học kêu gọi tạo ra thang đò bão mới để thêm cấp 6 vào sau khi bão Milton đạt đến ngưỡng sức mạnh tối đa của một cơn bão cấp 5. Nhà khí tượng học NOAA của Florida cho biết đây không khác gì ngoài thiên văn học khi Milton đạt tốc độ gió liên tục 290 km/h và giật mạnh hơn 322 km/h. Tôi không còn biết dùng từ ngữ nào để mô tả cho bạn về mặt khí tượng học của mắt bão, cũng như cường độ của nó. Cơn bão này là đang tiến gần đến giới hạn toán học mà bầu khí quyển trái đất trên vùng nước đại dương này có thể tạo ra, ông Berggren nói. Bão Milton đã mạnh trở lại thành cơn bão cấp 5 khi đi qua vùng nước ấm của vịnh Mexico trên đường đi đến bờ biển phía tây Florida, nơi các cuộc di tản hàng loạt đã làm tắc nghẽn các xa lộ khi mọi người chuẩn bị cho một cơn bão có khả năng trở thành cơn bão lịch sử đổ bộ vào đất liền sớm nhất là vào đêm thứ Tư. Một số cộng đồng, như những cộng đồng ở trong và xung quanh khu vực vịnh Tampa, vẫn đang phải vật lộn với những tác động của bão Helene cách đây chưa đầy 2 tuần. Trung tâm Bão Quốc gia cho biết, cường độ bão có thể thay đổi khi Milton di chuyển qua phía đông vịnh Mexico. Nhưng Milton dự kiến sẽ là cơn bão lớn nguy hiểm bậc nhất khi đổ bộ vào bờ biển phía tây, trung tâm Florida vào đêm ngày 9 tháng 10. Nhà khí tượng học Nikki Nolan của CBS News cho biết, theo dự báo mới nhất, Milton sẽ đổ bộ vào Sarasota, Florida vào đêm ngày 9 tháng 10 theo giờ miền đông của Mỹ và kéo dài đến ngày 10 tháng 10 vì tốc độ bão đã chậm lại. Cơ quan thời tiết quốc gia tại vịnh Tampa mô tả Milton là cơn bão lịch sử ở bờ biển phía tây Florida và có thể là cơn bão tồi tệ nhất ảnh hưởng đến vịnh Tampa trong hơn 100 năm qua. Phía đông của mắt bão được coi là phía nguy hiểm của cơn bão, nơi gió có xu hướng mạnh nhất. Khi đường đi dự báo dịch chuyển về phía bắc, phía này sau đó đổ bộ xuống vịnh Tampa và có thể dẫn đến tình trạng nước dâng nguy hiểm ở khu vực này. Ngoài ra, vùng nước ở phía vịnh Florida nông hơn nhiều so với phía Đại Tây Dương. Điều này có thể khiến nước dâng do bão gây ra tác động lớn hơn đến các cộng đồng dọc theo vịnh. Trung tâm Bão Quốc gia đã nâng dự báo về mức nước do bão từ 8 đến 12 feet lên đến từ 10 đến 15 feet, tương đương với 3 đến 4,6 mét, gây ngập lụt đến nóc nhà ở các khu vực ở sông Anclote đến vịnh Tampa. Mức độ nghiêm trọng tăng lên do sức gió của cơn bão đang ngày càng mạnh hơn. Khi đường đi dự báo dịch chuyển về phía nam, dự báo mực nước dâng do bão cũng tăng lên ở những địa điểm như Englewood đến Bonita Beach. Người dân Florida nằm trên đường đi tiềm tàng của cơn bão đã lót các ngôi nhà bằng bao cát, đóng ván cửa ra vào và cửa sổ và di chuyển thuyền của họ trước khi cơn bão đến. Ông DeSantis đã ban hành lệnh khẩn cấp vào cuối tuần, hiện bao gồm 51 quận, nơi cư dân, ông cho biết, nên chuẩn bị cho tình trạng mất điện, dự trữ đủ thực phẩm và nước để dùng trong một tuần và sẵn sàng rời khỏi nhà nếu cần thiết. Theo Gus Billy, tính đến trưa ngày 9 tháng 10, có hơn 17% tổng số trạm xăng ở Florida không có nhiên liệu, trong đó có hơn 46% ở khu vực vịnh Tampa. Trung tâm Bão Quốc gia cho biết Milton có thể gây ra tình huống cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng đối với những người ở khu vực cảnh báo chiều cường ở bờ biển phía tây trung tâm Florida. Đồng thời nói thêm rằng, người dân nên sơ tán ngày hôm nay nếu được các quan chức địa phương ra lệnh, có khả năng sẽ không đủ thời gian để sơ tán vào ngày 9 tháng 10.